Chào mừng quý vị anh chị đang đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Canh Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Dù làm bất kỳ một điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 8 âm lịch, được quý nhân giúp đỡ đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này tuổi Canh Tuất sẽ được nâng đỡ che chở rất nhiều, công việc hành thông thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với quý vị gia chủ, và xin mời tất cả quý vị gia chủ chúng ta hãy cùng theo dõi để nắm bắt được tài lộc của mình trong tháng 8 này như thế nào quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi đến chốn, theo phong thủy lộc tài. Dù là gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác nhưng không hiểu vì sao không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tuất năm 2022 thì tháng này, vận khí của những người tuổi Tuất sinh năm 1970 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục thể thao, đảm bảo giấc ngủ đủ hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này, tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, canh dương kim gặp kỳ âm thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Canh Tuất trong tháng này, cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần bình tĩnh đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy, quý nhân trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm công việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngại ngần, che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong môi trường mới và gặp gỡ các đối tác khách hàng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem vận trình tài lộc tháng 8 âm lịch của gia chủ Canh Tuất khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời.
Tuy nhiên, cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê dụ dỗ, kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại, bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn, tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến bên bạn và tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 8 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với những người tuổi Canh Tuất, bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Khi làm việc, cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra, cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm tới dao kéo. Các quý vị gia chủ Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ được khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tác khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới nội tâm của riêng mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tị thanh kim cục, xung mão hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày: ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm sa trung thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai trong chúng ta cũng đều có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi chi tiết của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi đành phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin kính chào và hẹn gặp lại.